Hôm nay mình sẽ nói bí mật của anh Trường. Anh Trường thực ra tên không phải là Trường mà là Trường. Nhiều khi các bạn hay nhầm lẫn cách phát âm giữa Trường và Trường. Nhưng Trường phát âm là Trường, còn Trường phát âm là Trường. Cái này cũng không phải là khó, nhưng